Nga tuyên bố phá hủy hai xe tăng của Ukraine ở vùng Zaporizhia. Nga không kích quy mô lớn, quê nhà Tổng thống Ukraine trúng tên lửa. Nga bẻ gãy ba đợt phản công của Ukraine ở Kupiansk. Nga điều lực lượng quy mô lớn, chuẩn bị tấn công Liman. Thiếu pháo, máy bay chỉ huy giỏi trầm trọng. Ukraine chật vật phản công Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mới đây, TASS đưa tin, ngày 8 tháng 9, quyền thống đốc khu vực Zaporizhia do Nga bổ nhiệm cho biết trên kênh truyền hình Russia 24, lực lượng Nga sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Konex ATGM phá hủy hai xe tăng Challenger do Anh cung cấp cho Ukraine ở vùng Zaporizhia. Quyền thống đốc khu vực cũng lưu ý rằng có bốn chiếc xe tăng Challenger hiện đang ém quân gần Stepnogorsk và thêm hai chiếc khác ở Orekov. Ông cho biết hai chiếc xe tăng Challenger xuất hiện, chúng đã bị tên lửa chống tăng conet tập kích, chúng đã bốc cháy ngay từ phát bắn đầu tiên. Vốn được quảng cáo về sức mạnh của lớp giáp, chúng tức những chiếc xe tăng này hoàn toàn không thể hiện được bản thân tên lửa Cornet do Nga chế tạo đã hạ cục chúng một cách dễ dàng. Ông Balinsky cũng cho hay, quân đội Nga đã điều động hai sư đoàn lính dù tới củng cố các vị trí trong khu vực làng Rabotino, vùng Zaporizhia. Ông Balinsky cho biết, Bộ Tổng tham mưu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Hai sư đoàn lính dù nữa được phân bổ từ lực lượng dự bị của Bộ Tổng tham mưu. Ngày nay, theo hướng này đã củng cố đáng kể tiềm năng phòng thủ của chúng tôi do Ukraine tấn công và tấn công liên tục. Theo ông, các đơn vị Nga cũng tăng cường mật độ pháo kích ở khu vực Rabotino trong những tuần gần đây, tình hình xung quanh các làng Rabotino và Vebove đã trở thành một trong những vấn đề nóng nhất không chỉ ở mặt trận Zaporizhia mà còn trên toàn chiến trường nói chung. Quân đội Ukraine đang chiến đấu rất quyết liệt để giành lấy khu vực này nhằm mở đường tới Tomac. Trong khi đó, thống đốc Kherson thông báo, trong đợt không kích mới nhất của Nga, hai phụ nữ và một người đàn ông 46 tuổi đã thiệt mạng tại làng Odra Zakamikanka ở tỉnh Kherson. Người thứ tư thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa khiến trụ sở cảnh sát trở thành đống đổ nát ở trung tâm Grigori, thành phố quê nhà Tổng thống Volodymyr Zelensky ở tỉnh Dnepropetrovsk miền trung Ukraine. Bộ trưởng nội vụ Igor Klimenko ban đầu cho biết một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng, nhưng các quan chức sau đó cho biết nạn nhân là một nhân viên an ninh tư nhân. Theo Bộ trưởng Klimenko, 54 người cũng bị thương vong trong vụ tấn công. Giới chức cũng xác nhận các tòa nhà hành chính, 17 tòa nhà cao tầng bốn ngôi nhà riêng và một tòa nhà tôn giáo đã bị hư hại. Ông Shaghi Lysak, thống đốc vùng Dnepropetrovsk cho biết, có rất nhiều việc phải làm và đối phương đã gây ra rất nhiều khó khăn cho thành phố. Ông Lysak đã đăng những bức ảnh lên Telegram cho thấy lực lượng cứu hộ đang kiểm tra các đống đổ nát, trong khi những người khác mang vật liệu đến để bắt đầu sửa chữa, còn các tình nguyện viên phân phát trà và bánh quy cho người dân. Một đám cháy lớn đã được dập tắt. Ngày 8 tháng 9, Nga cũng tiến hành cuộc không kích bằng máy bay không người lái UAV thứ 5 trong tuần này vào khu vực Odessa phía Nam. Đây là những khu vực có các cảng trên Biển Đen và sông Danube, nơi được sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác của Ukraine. Cùng thời điểm này, người đứng đầu trung tâm báo chí của cụm quân phía Tây nói với Ria Novosti ngày 9 tháng 9 rằng pháo binh Nga đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kupiansk. Ông cho biết để khôi phục các vị trí đã mất, các đơn vị của Lữ đoàn xung kích dù 95 Ukraine với sự hỗ trợ của xe bọc thép đã thực hiện 3 đợt phản công vào các vị trí của quân ta theo hướng Koyalevka. Tất cả các cuộc phản công đều bị đẩy lùi bởi hỏa lực pháo binh. Ngoài ra trong cuộc phản pháo, cụm quân phía Tây đã phá hủy pháo xe kéo M777, pháo tự hành 2S1 Gvozdika và một khẩu đội súng cối của Ukraine trong các khu định cư Boroskaya, Andrejevka, Peschanaya và Kramanaya trong khi đó, TASS đưa tin, người đứng đầu trung tâm báo chí của cụm quân Vostok, Oleg Chekhov, cho biết, ngày 9 tháng 9, các đơn vị thuộc cụm quân đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Nam Donetsk. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị của cụm quân Vostok với sự hỗ trợ của pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Novodonetsk và một cuộc tấn công ở khu vực Brestitoka. Một phương tiện chiến đấu bọc thép, nhiều thiết bị và nhân lực của Ukraine đã bị phá hủy, ông Chekov nói. Theo ông, tại khu vực Priyutnoye, nỗ lực tấn công một nhóm xung kích Ukraine cũng như nỗ lực luân chuyển các đơn vị đã bị ngăn chặn. Ông Checop nói thêm rằng, trong quá trình phản pháo, pháo xe kéo M777 do Mỹ sản xuất cũng như các khẩu đội súng cối Ukraine ở khu vực Makaroka, Uleda và Novo đã bị phá hủy. Khi Kiev Independent vừa qua đưa tin, người phát ngôn của nhóm lực lượng miền đông Ukraine Ilya Ivelas cho biết hôm 8 tháng 9, Nga đang tập trung lực lượng gần Lugansk, một trong những tâm điểm giao tranh ở mặt trận phía đông. Ông tuyên bố trên truyền hình, bây giờ Nga đang tập trung toàn bộ lực lượng ở đó, họ đã chuẩn bị một lực lượng tấn công theo hướng đó. Theo người phát ngôn, lực lượng Ukraine đang kìm hãm sự tấn công dữ dội của quân Nga với hàng chục nghìn viên đạn bắn vào họ mỗi ngày. Kể từ tháng 7, quân đội Ukraine đã cảnh báo rằng Nga đã bắt đầu tích lũy một lực lượng đáng kể xung quanh Kupiansk và Liman. Vào cuối tháng 8, ông Jevlas đã đưa tin rằng Nga đã tập trung hơn 100.000 quân theo hướng Kupiansk, Liman ở tỉnh Kharkov và Lugansk. Theo tình báo quốc phòng Anh, đây có thể là một phần trong chiến lược của Nga nhằm giành thế chủ động trước các đơn vị Ukraine, lực lượng đang tiến công ở mặt trận phía nam và xung quanh Bakhmut. Vừa qua, ông Oleksiy Renikov, cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine đã nhấn mạnh, Ukraine cần rất nhiều thiết bị ra phá bom mìn trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian. Như truyền thông phương Tây đưa tin, vào đêm trước cuộc phản công, Ukraine chỉ nhận được chưa đến 15% tổng số thiết bị kỹ thuật và giả phá bom mìn mà nước này yêu cầu từ các đối tác phương Tây. Ngoài ra, Ukraine cũng cần nhiều đặc công giả phá bom mìn được đào tạo ở nước ngoài hơn. Thách thức đặc biệt gây cát thứ hai đối với cuộc tấn công của Kiev là kho vũ khí cực kỳ khiêm tốn, gồm máy bay và khí tài phòng không mà Ukraine đang sở hữu. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Ukraine có tiềm năng cực kỳ hạn chế trong việc phá vỡ các công sự của Nga từ trên không và cung cấp hỗ trợ trên không đáng kể cho lực lượng mặt đất Ukraine. Mặt khác, người Nga được hưởng lợi thế này và họ đang phát huy tối đa lợi thế này bằng cách tiến hành các cuộc tấn công chống lại người Ukraine. Pháo binh và đạn dược cũng vẫn là một nhu cầu cấp thiết đối với Ukraine. Pháo binh Ukraine được cho là có hệ thống và đạn dược chính xác, nhưng số lượng lại ít hơn nhiều so với Nga. ABC News dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho hay, Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ gửi tên lửa ATACMS dùng trên hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Một quan chức khác cho hay việc gửi ATACMS đang được cân nhắc và có thể sẽ nằm trong gói viện trợ an ninh tiếp theo của Mỹ cho Ukraine. Nguồn tin này cho biết Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng và Ukraine có thể phải chờ vài tháng nữa mới được nhận ATACMS. ATACMS là tên lửa đất đối đất có tầm bắn 300 km, gấp 4 lần các rocket GMLRS mà Mỹ đang cấp cho Ukraine để sử dụng trên hệ thống HIMARS. Hồi tháng 7 năm 2022, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Joe Sullivan cho hay, nước này sẽ không cung cấp ATACMS cho Ukraine vì lo ngại chúng sẽ được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga, diễn biến có thể làm leo thang xung đột và có khả năng dẫn đến Thế chiến thứ ba. Cho tới nay, lập trường của Mỹ vẫn chưa thay đổi một cách chính thức, ngay cả khi Mỹ và Pháp đã gửi cho Ukraine các tên lửa tầm xa Storm Shadow. Truyền thông Mỹ năm ngoái dẫn các nguồn thạo tin trong chính quyền nước này cho biết, Ukraine dường như đã gửi cho Washington danh sách đầy đủ với những mục tiêu của Nga mà họ dự định có thể nhắm tới. Đan Mạch thông báo bản giao 10 xe tăng Leopard 1 ra đời từ những năm 1960 cho Ukraine và sẽ sớm cung cấp thêm 10 chiếc nữa. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết hôm 8 tháng 9, 10 xe tăng Leopard 1 đầu tiên đã được chuyển cho Ukraine. Nhiều chiếc nữa sẽ đến, nhà máy đã bàn giao thêm 10 xe tiếp theo sau khi hoàn tất quá trình đại tu. Đan Mạch, Đức và Hà Lan hồi tháng 2 thông báo Ukraine sẽ nhận 135 xe tăng Leopard 1A5 trong những tháng tới. Các nước này cũng cam kết huấn luyện binh sĩ vận hành, cung cấp hậu cần, phụ tùng thay thế và đạn dược cho Ukraine. Xe tăng Leopard 1 được Đức phát triển từ những năm 1950-1960, bắt đầu sản xuất và biên chế vào năm 1965. Biến thể Leopard 1A5 được nâng cấp từ mẫu đầu tiên và hiện có tuổi đời gần 60 năm. Đức sau đó loại biên mẫu Leopard 1 và thay thế bằng xe tăng chủ lực Leopard 2. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kasia Olongren nhận định, Leopard 1 chắc chắn phù hợp để Ukraine sử dụng trong chiến sự, dù đây là mẫu xe tăng chủ lực đã cũ. Hãng Porsche của Đức đã xuất xưởng hơn 4.700 chiếc Leopard 1. Mẫu xe tăng này nặng hơn 42 tấn, được trang bị pháo khương tuyến L7A3 105mm hai súng máy MG3 hoặc SNMAG sẽ có thể đạt tốc độ tối đa là 65 km h với tầm hoạt động từ 450 đến 600 km. Chuyển qua các thông tin đáng chú ý khác, doanh trại của Wagner ở Belarus đã dỡ bỏ hơn một nửa trong bối cảnh số phận của lực lượng quân sự tư nhân này vẫn còn là một bí ẩn sau cái chết của ông trùm Zepreni Rigozy. Trang theo dõi quân sự độc lập Belarusky Hajun dẫn nguồn tin ngày 8 tháng 9 cho hay, Doanh trại Wagner ở Tersen bị dỡ bỏ kể từ ngày 28 tháng 7 và tiếp tục diễn ra. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy doanh trại ban đầu có khoảng 292 liều bạt, song hiện giờ hơn 160 liều đã bị dỡ bỏ, nghĩa là khoảng 55%. Nguồn tin cho biết thêm, hoạt động dỡ bỏ diễn ra tích cực nhất vào cuối tháng 8. Hồi tháng 6, Belaruski Hajun nói rằng khoảng 8.000 đến 10.000 lính Wagner sẽ đến Belarus theo thỏa thuận giữa ông Trùm Brigozin và Nga sau vụ nổ loạn bất thành của Wagner. Quy mô lều bạt tại căn cứ ở Tersen được dựng lên dựa trên tính toán đó. Tuy nhiên trên thực tế, số lượng thành viên Wagner chuyển đến Belarus dường như ít hơn đáng kể. Newsweek dẫn báo cáo của Trung tâm kháng chiến quốc gia Ukraine và các hình ảnh vệ tinh cho thấy lính Wagner thậm chí đã bắt đầu rời căn cứ ở Belarus sau cái chết của Prigozhin. Bloomberg đưa tin, Nga dự kiến sẽ bán khí đốt cho Trung Quốc với giá gần bằng một nửa so với các khách hàng châu Âu. Theo Bloomberg, Nga dự kiến sẽ bán khí đốt cho Trung Quốc với mức chiết khấu cao trong 3 năm tới, thấp hơn nhiều so với mức giá mà khách hàng châu Âu sẽ phải trả. Cụ thể, Nga sẽ bán khí đốt tự nhiên qua đường ống cho Trung Quốc với mức giá trung bình là 271,6 đô la Mỹ cho 1.000 mét khối vào năm 2024. Trong khi đó, người mua ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chịu mức giá trung bình là 481,7 đô la Mỹ. Theo Bloomberg, mức giá đó sẽ được duy trì cho đến năm 2026 và giảm dần theo thời gian. Năm nay, Nga dự kiến bán khí đốt cho Trung Quốc với mức trung bình là 297,3 đô la Mỹ cho 1.000 mét khối, trong khi các khách hàng còn lại ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả trung bình 500,6 đô la Mỹ. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc theo hợp đồng trị giá 400 tỷ đô la Mỹ thông qua đường ống sức mạnh Siberia. Mối quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc đã trở nên sâu sắc hơn kể từ tháng 2 năm ngoái, sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mưa lớn kỷ lục đã làm tê liệt phần lớn Hồng Kông Trung Quốc ngày 8 tháng 9, với lũ quét nhấn chìm các ga tàu điện ngầm, khiến tài xế mắc kẹt trên đường. Chính quyền Hồng Kông đình chỉ các trường học và kêu gọi công chúng tìm nơi trú ẩn an toàn. Nhiều hình ảnh và video cho thấy người dân phải lội qua dòng nước ngập màu nâu đục khi mưa lớn tiếp tục tràn vào thành phố 7,5 triệu dân. Ở một số khu vực trúng thấp, đường phố ngập trong nước lũ, lực lượng chức năng địa phương đã giải cứu nhiều người mắc kẹt trong xe. Trận lụt bắt đầu vào tối mùng 7 tháng 9, với đài quan sát Hồng Kông ghi nhận lượng mưa hơn 158 mm trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối và nửa đêm. Đây là mức kỷ lục kể từ năm 1884. Theo trang dữ liệu thời tiết trực tuyến Okimet, một số khu vực của Hồng Kông có lượng mưa gần 500 mm trong 24 giờ. Thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều người dân bất ngờ bởi nó xảy ra chỉ vài ngày sau khi Hồng Kông hứng chịu cơn bão mạnh nhất trong 5 năm. Bão Sala, ban đầu là siêu bão, đã suy yếu tương đương bão cấp 2 khi đổ bộ vào Hồng Kông cuối tuần trước. Chính quyền đặc khu hành chính cho biết có 86 người bị thương do cơn bão. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.